Nhưng chuẩn bị cho giờ ra đi không đơn giản đâu. Chúa biết. Chúa biết đó. Đi tìm Chúa là đi tìm trong gian lao. Bởi yêu một vật hữu hình như tiền bạc, nhan sắc, tiền tài, quyền chức thì dễ, mà yêu Chúa, Chúa vô hình, đâu thấy Chúa đâu. Cho nên nội đi theo Chúa đã là gian lao. Giàu có danh vọng con thấy được, con nắm được trong tay, con có thể sờ được. Còn hạnh phúc của đức tin, của lòng yêu mến Chúa, sao nó cao siêu quá, con không thấy. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu xuống thuyền, có các môn đệ đi theo Người, và đây biển động dữ dội đến nỗi sóng phủ lên thuyền, thế mà Người vẫn ngủ. Các môn đệ lại gần đánh thức Người dậy mà nói rằng: Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con, kẻo chết mất. Chúa bảo: Hỡi những người yếu lòng tin, sao anh em lại nhát sợ vậy? Rồi lúc đó Người trỗi dậy, truyền lệnh cho sóng, gió và biển, và tất cả biển đều yên lặng như tờ. Cho nên những người ấy trên thuyền đều kinh ngạc mà nói với nhau rằng: Ông này là ai mà gió và biển đều vâng phục? Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tôi nói một chút về hình ảnh của bài tin mừng hôm nay. Hình ảnh về biển theo dân tộc Trung Đông. Biển đặc biệt là biển sâu. Nếu có cái chữ biển sâu trong đó thì mình biết đó là tượng trưng cho những thế lực mà mình gọi là đen tối, u ám và chống lại Thiên Chúa. Cho nên ngày hôm nay, nếu như Thánh Matthew nói Chúa chiến thắng được biển, sóng, gió, có nghĩa là Chúa sẽ chiến thắng được sự dữ. Ngày hôm nay nhiều người nhìn xung quanh thế giới thấy nản lòng. Đức Thánh Cha Francisco nói Chúa luôn luôn sẽ chiến thắng. Đừng bao giờ nản lòng, mặc dù thấy sự dữ ngày nay lan truyền khắp nơi, và tâm hồn có người hình như vô cảm hơn, ác hơn, thích trả thù trả đũa hơn. Nhưng giáo hội như con thuyền trên sóng, hơn 2000 năm rồi giáo hội vẫn không bị nhận chìm, mặc dù trên con thuyền đó có nhiều lúc đã thủng lỗ nước vào, đã có những thủy thủ không trung kiên, đã có những thuyền trưởng phản bội. Nhưng việc của Chúa vẫn là công việc của Chúa, và Chúa sẽ làm chủ. Tôi tin như vậy. Nhưng ngày hôm nay tôi muốn nhân cơ hội mình cùng với gia đình của ông bà, của linh hồn Giuse Nguyễn Ý, để mình tìm hiểu một chút thôi về thân phận con người. Tôi thấy nó hay hay khi suy niệm như thế này. Lá rụng về cội, thì lá rụng thì rớt xuống gốc, chưa chắc, có khi nó bay đi tùy cái cơn gió. Phải chăng chiếc lá là hình ảnh đời người? Đúng. Mỗi người ra đi với một cách thế rất khác nhau, giống như những chiếc lá rời khỏi cái nhánh, xúc cái cuốn ra và xoay quần, có khi rớt lặng lẽ, có khi bay đi xa xuống mặt đất. Bởi vì có những người ra đi trong bấn loạn, trong hối tiếc, trong khổ đau, trong nặng nhọc, lại cũng có người ra đi một cách thanh thản, nhẹ nhàng, rất bình an. Cái câu lá rụng về cội, hay lá rơi bên gốc cây, lá chờ đợi một quá trình sinh học để trở thành chất dinh dưỡng nuôi cây, rồi gót thân xác của mình để lần lần nuôi thân cây, nuôi hoa, nuôi quả, rồi nó tàn úa để trả ơn cho cây. Cuộc đời thấy cũng mỉa mai, chua xót thật, ngắn ngủi.
Những chiếc lá lìa cành là hình ảnh con người trong cuộc đời lữ thứ trần gian này. Sách Giảng Viên trong Cựu Ước đã gợi ý cho chúng ta mọi sự có thời có điểm của nó. Có một thời để sinh ra, ắt phải có một thời để chết đi. Đời sống của một chiếc lá thật ngắn ngủi. Từ lúc xuất hiện là một chồi non cho đến lúc rụng, hơn kém chỉ được một năm theo một quy trình nhất định. Mùa xuân đâm chồi nảy lộc, mùa hạ lá cây xanh tươi đầy sức sống, mùa thu lá vàng, mùa đông lìa cành. Đời sống con người cũng vậy, sinh ra, lớn lên, già đi, bệnh tật rồi chết. Cũng có người sống hơn trăm tuổi, nhưng trăm tuổi cũng chẳng là bao so với từng thế hệ. Nếu so với đời người thì vẫn còn quá ngắn. Thánh Vịnh 102 có nói lên tính cách mong manh của kiếp sống con người. Đời sống con người giống như cỏ cây mà mình vẫn hát trong lễ tang, như bông hoa nở trên cánh đồng. Một cơn gió thoảng thôi đủ làm nó biến đi. Nơi nó mọc không còn mang vết tích, nghe đau khổ thật. Thánh Vịnh 102. Đúng vậy, cuộc sống con người thật vắng vội. Anh Giuse Nguyễn Ý 70 tuổi gọi là hưởng thọ rồi, nhưng so với thời gian chưa ra gì. Chúng ta có đủ thời giờ để sống cho Chúa, cho những người thân, để làm tròn trách nhiệm mà Chúa giao cho mình, gọi là ơn gọi của mình. Vì thế chết chưa phải là hết mà vẫn còn. Chết chỉ là sự chuyển đổi từ cuộc sống trần gian này để bước sang một cuộc sống khác mà ông bà mình gọi là sinh thị, là thời gian để sinh ra trong một kiếp sống mới. Chúng ta hãy là những chiếc lá, có thể rất âm thầm, lá lìa cành nhưng vẫn mang trong mình một sức sống. Vì suốt đời lá đã âm thầm kết nhựa để nuôi thân. Khi lìa cành, lá vẫn còn chất nhựa, vẫn còn một chút gì sự sống. Cho nên hôm nay nếu mà mình cầu nguyện cho bốn linh hồn vừa mới qua đời, đặc biệt là cho anh Giuse Nguyễn Ý, thì tôi tin rằng tất cả chúng ta cũng cầu nguyện cho chúng ta, đặc biệt là cho thân mẫu và thân phụ của anh Giuse. Mỗi ngày là một bước đi về với cái chết, nó gần thêm, gần thêm, gần thêm. Bình minh mọc lên buổi sáng còn thức dậy tạ ơn Chúa, biết rằng không thể, có thể trong buổi ngày hôm nay con không nhìn thấy hoàng hôn, đâu biết được. Nhắc nhở cho mình, một ngày bắt đầu là một ngày mất đi, đi về, đi về, đi về cõi vĩnh cửu. Hoàng hôn buông xuống nó nói lên cho con, ừ, con sống được 12 tiếng ban ngày, 12 tiếng ban đêm, con có chắc gì mình nhìn thấy bình minh hôm sau không? Không chắc. Cho nên trong dòng đời mình sống, mà đặc biệt mình không sống một mình, không ai là một hòn đảo. Chính vì vậy mà sự ra đi của bất kỳ ai cũng để lại thương tiếc, nhớ thương. Tôi tin rằng chết, mọi người tin rằng là mất tất cả. Nhưng trong niềm tin thì Thánh Phaolô nói không, chết là một sự chiến thắng, chết là một sự gặp gỡ. Ngài nói rất rõ, chết là đi về sự sống vĩnh cửu, là gặp đấng đã sinh ra mình. Chết là cánh cửa im lìm được mở ra để tôi được trở về với đấng đã yêu thương cho tôi thân xác hình hài này. Vậy chết là điều kiện để sống, và sống một cuộc sống đời đời. Cho nên lại nói, có người nói với Chúa, Chúa ơi, chết là đi về với Chúa mà sao ai cũng sợ. Đúng. Phải chăng nỗi lo âu và sợ nó nói lên một điều là mình sợ không gặp được Chúa? Cái đó thôi, chứ đâu có sợ cái gì khác nữa. Ở cái cõi bên kia không còn đau yếu bệnh tật, không còn nhà cửa để mất, không còn tài sản để kẻ khác cướp được, không có gì để mất. Nhưng
cái mất quan trọng nhất là không được gặp đấng đã yêu thương sinh ra mình. Mà tại sao mình lại sợ không gặp Chúa? Tại sao? Chúa thì luôn luôn mong mỏi mình, chờ đợi mình, giang tay ra để đón mình, để ôm mình vào lòng mà. Như thế, muốn gặp Chúa hay không là do mình, do ý của lòng mình. Mình có quyền quyết định cho hạnh phúc của mình là được gặp Chúa hay không, mà đó là hạnh phúc vĩnh cửu đời đời. Tất cả do mình. Có người cũng làm cái lời nguyện lại Chúa, vì biết mình thế nào cũng chết, nên con cứ băn khoăn tự hỏi, bao giờ thì con chết? Mùa thu này không? Mùa đông thấy chết lũ khủ rồi. Con có lo lắng không? Có. Nhưng không phải sợ hãi. Phải chăng lo âu là dấu hiệu nói rằng mình chưa chuẩn bị đủ? Chỉ có vậy thôi. Đi đâu cũng vậy, nếu mình chưa chuẩn bị đủ là mình không an tâm. Trong tâm hồn còn nhiều thứ ngổn ngang chưa giải quyết, mà biết bao giờ mới giải quyết? Nếu ngay ngày hôm nay không chịu bắt đầu giải quyết. Có xa Chúa thì mới sợ mất Chúa chứ. Sợ mất Chúa thì mới xao xuyến, nhất là lo âu. Con biết thế là vì con sợ chết, bởi vì đó là dấu chỉ con chưa sẵn sàng. Con chưa chuẩn bị cho nên mới sợ chết. Con vẫn biết chết là hạnh phúc mà, tại sao sợ? Nhưng chuẩn bị cho giờ ra đi không đơn giản đâu. Chúa biết. Chúa biết đó. Đi tìm Chúa là đi tìm trong gian lao. Bởi yêu một vật hữu hình như tiền bạc, nhan sắc, tiền tài, quyền chức thì dễ, mà yêu Chúa, Chúa vô hình, đâu thấy Chúa đâu. Cho nên nội đi theo Chúa đã là gian lao. Giàu có danh vọng con thấy được, con nắm được trong tay, con có thể sờ được. Còn hạnh phúc của đức tin, của lòng yêu mến Chúa, sao nó cao siêu quá, con không thấy. Ở chung quanh biết nhau bao nhiêu điều mời mọc, kinh nghiệm cho thấy rằng con đã nhiều lần quay lưng lại với Chúa để đi theo những thú vui, những tiếng mời khác. Như vậy biết đâu con lại chẳng bỏ Chúa ở trong tương lai. Và nếu lúc đó mà giờ chết đến thì sao? Cho nên đi theo Chúa gian lao, trốn từ tiếng gọi của tội lỗi là một gian lao. Một dịp cám dỗ đến mà nói lại Chúa xin dạy con, nói no, là một gian lao. Nhưng có khi lo âu vì không biết mình có từ chối được không, cái đó lại là một thánh giá nặng hơn nữa. Cho nên để khỏi chết, vì con chắc chắn phải chết, thì con phải tập chết trước khi con chết. Tập chết mỗi ngày. Câu mà Chúa Giêsu nói, ai muốn theo Thầy hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá hàng ngày mà đi. Con chỉ xin Chúa cho con được tiếp tục đi, mặc dầu siêu vẹo, vì yếu đuối, vì dốt nát, vì bị cạm bẫy lôi kéo, nhưng xin cho con vẫn tiếp tục đi. Con muốn chết để được sống đời đời. Đó là câu rồi ai chúng ta cũng sẽ gặp. Xin Chúa ban cho chúng con một niềm tin khi cầu nguyện cho những người đã ra đi. 70 tuổi, anh Nguyễn Ý cũng đã sống một cuộc đời. Ở Melbourne, cha Nguyễn Hữu Quảng đã dâng lễ cho anh, cầu nguyện cho anh, cả cộng đoàn ở xứ đạo của cha. Ở đây, trên phương trời xa này, có thân mẫu và thân phụ, chúng ta cùng cầu nguyện cho anh. Đặc biệt, như tôi nói, cứ mỗi lễ tang là mình nhìn lại thân phận mình. Rồi tới phiên mình, có ai cầu nguyện cho mình không? Cũng là một câu so sánh, hơi có vẻ yếm thế, nhưng cũng nên nghĩ tới. Đừng cho rằng tôi trẻ lắm. Cái linh hồn Stephen mới 27 tuổi, mới đi ngày hôm qua, người Úc. Ai biết được, 27 tuổi. Chúng ta xin Chúa ban cho chúng con
được chia buồn với ông bà, với gia đình anh chị Tường Anh và các anh em thân quyến. Ở bên Melbourne thì đông người, họ đã làm lễ cho anh. Ở đây chúng ta cầu nguyện, và chúng tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện cho anh trong những thánh lễ kế tiếp. Nhìn lại dòng đời bao buồn lỗi tôi, bước chân hoang đàng được con